bán nội địa, đúng hàng nội địa, chứ không có bán đồ đồ cẩm đào hay là Trung Quốc, không bán Trung Quốc. Nếu mà dân thợ thì nó chơi, còn nếu mà dân anh em mà thợ rồi ấy, mình là không bao giờ có phải chơi chơi hàng nồi nồi, không bao giờ chơi hàng 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 China, hàng China cho em được, hàng Nhật cũng được, giờ phải đúng hàng đây. Cả loa đây. Đúng rồi, tất cả mọi thứ đều là nội địa. Loa mà nó sản xuất ở Canada cái gì là cũng không hay rồi. Cả rõ lắm.